Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 11, sách giáo khoa trang 160-161. Đề bài như sau. Khi tách hydro của 66,25 kg ethyl benzen thu được 52 kg styrene. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng styrene này, thu được hỗn hợp A gồm polystyrene và phần styrene chưa tham gia phản ứng. Biết 5,2 gam A vừa đủ làm mất màu 60 ml dung dịch brom 0,15 m. Ý A, tính hiệu suất của phản ứng tách hydro của ethyl benzen. Ý B, tính khối lượng styrene đã trùng hợp. Ý C, polystyrene có phân tử khối trung bình bằng 3,12 x 10 mũ 5, tính hệ số trùng hợp trung bình của polymer. À, đây là một bài toán liên quan đến tính toán đúng không nào? Phản ứng tách hydro của ethyl benzen, sau đó là trùng hợp styrene. Ở đây cô đã tóm tắt đề bài cho chúng ta. Đề bài cho 66,25 kg ethyl benzen. Khi mà tách hydro thì tạo thành 52 kg styrene. Sau đó thì người ta đi trùng hợp styrene để thu được polystyrene và styrene còn dư. Mà người ta cho biết là 5,2 gam hỗn hợp A thì tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch brom 0,15 m. Ý A của bài này, người ta yêu cầu tính phần trăm, tính hiệu suất đúng không nào, của phản ứng tách hydro, phản ứng đầu tiên đúng không nào. Ý B là người ta yêu cầu tính khối lượng styrene đã dùng để trùng hợp, khối lượng styrene đã dùng để trùng hợp ở phản ứng thứ hai đúng không nào. Ý C, người ta cho phân tử khối trung bình của polystyrene và người ta yêu cầu tính hệ số trùng hợp. Thì để làm được bài toán này, chúng ta sẽ đi từng ý một. Ý đầu tiên là tính hiệu suất nào. Như chúng ta đã biết, hiệu suất thì bằng lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu. Vậy thì muốn tính được hiệu suất của phản ứng tách hydro, ethyl benzen và styrene, chúng ta phải tính được lượng ethyl benzen phản ứng và sau đó thì chia cho lượng ban đầu thì chúng ta sẽ ra được hiệu suất đúng không nào. Mà muốn tính được lượng ethyl benzen phản ứng thì chúng ta dựa vào lượng styrene đã tạo ra. Đó. Đó là ý A. Còn ý B, muốn tính được lượng styrene đã trùng hợp thì chúng ta phải dựa vào dữ kiện 5,2 gam chỗ này này, tác dụng là dung dịch brom, để tính được lượng styrene dư, đúng không? Chúng ta lưu ý ở đây, ban đầu người ta cho đơn vị tính là kg và khi mà người ta cho 5,2 này thì người ta cho là gam. Đấy, chúng ta lưu ý để tránh nhầm lẫn đơn vị. Vậy thì đầu tiên cô sẽ gợi ý cách làm cho chúng ta. Bất kỳ một bài toán nào cũng vậy, khi mà biết khối lượng đúng không nào, chúng ta nên quy đổi tất cả ra số mol đúng không nào. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải quy đổi số mol đúng không nào. Đó, chúng ta sẽ tính được số mol của ethyl benzen, hay là của ethyl benzen N của styrene và N của dung dịch brom đúng không nào. Đó, khi mà chúng ta biết thì chúng ta nên quy đổi tất cả ra số mol. Sau đó ở ý A, khi mà phần trăm H đúng không nào, hiệu suất thì sẽ bằng lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu, cô viết tắt nhé, nhân 100%. Đó. Vậy thì từ dữ kiện styrene
chúng ta sẽ tính được ethyl benzen phản ứng, đúng không nào? Từ số mol của styren, chúng ta sẽ suy ra được số mol của ethyl benzen phản ứng. Đó, khi mà tính được phản ứng thì chúng ta lấy lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu. Nếu như mà chúng ta để số mol thì chúng ta sẽ lấy số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu. Nếu như mà chúng ta để khối lượng thì sẽ là khối lượng phản ứng chia cho khối lượng ban đầu. Thì chúng ta sẽ suy ra được phần trăm của H, đúng nào? Đó, tiếp nữa chúng ta sẽ đi tính toán. Còn ý B của bài này, chúng ta thấy này, ban đầu khi mà có 66,25 thì tạo ra 52 kg styren. Nhưng mà đề bài ở chỗ này người ta sẽ cho là 5,2. À, nếu như chúng ta đổi đơn vị ra sẽ là 52 × 10√3, đúng không nào? Và chỗ này là 5,2, vậy là chênh nhau 10.000 lần, đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải lưu ý ở đây, nếu như mà chúng ta đổi đơn vị thì chúng ta phải đổi cùng đơn vị. Vậy thì ở ý B, từ brom, đúng nào, chúng ta sẽ suy ra được số mol của styren dư, đúng nào? Đó, từ số mol của brom chúng ta sẽ suy ra được số mol của styren dư, đúng nào? Vì trong hỗn hợp A này thì chỉ có styren phản ứng với cả dung dịch brom thôi, đúng không nào? Vậy thì khi mà tính được lượng dư rồi thì lưu ý ở đây là dư nhưng mà trong 5,2 gam hỗn hợp A, đúng nào? Và lưu ý đó thì chúng ta sẽ suy ra được khối lượng, đúng nào, styren dư, lưu ý là trong 5,2, đúng nào? Tính được khối lượng dư rồi thì chúng ta sẽ quy đổi để làm sao tính được khối lượng styren đã phản ứng trùng hợp vào chỗ này, đúng nào? Vậy thì là chúng ta sẽ tính được M của styren phản ứng trùng hợp, đúng nào? Đây bài yêu cầu mà. Còn ý C rất là đơn giản, đúng nào? Ý C, hệ số trùng hợp thì sẽ bằng phân tử khối trung bình chia cho phân tử khối trung bình của polystyren chia cho phân tử khối của một phân tử polystyren, đúng nào? Đó, rất là đơn giản, ý C thì khá là đơn giản rồi. Đó là gợi ý của cô. Chúng ta sẽ đi làm chi tiết, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đi giải chi tiết để xem là kết quả là bao nhiêu, đúng không nào? Ở đây bắt đầu cô sẽ đi quy đổi số mol của những cái chất mà cô đã biết. Ở đây cô biết ethyl benzen, biết styren và biết dung dịch brom, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ quy đổi tất cả ra số mol để tính. Ta sẽ có số mol của ethyl benzen sẽ là 66,25, đúng không nào, chia cho ở đây phân tử khối của ethyl benzen C6H5C2H5, đúng không nào? Đó, thì sẽ là 106. Lưu ý ở đây là cô để 66,25 kg, chính vì vậy khi mà ra tới đây 0,65, đúng không nào, 625 thì đơn vị sẽ là kilomol, đúng không nào? Lưu ý là như vậy. Số mol của styren C6H5CH nối đôi CH2, đúng không nào, sẽ bằng 52 chia cho
104 và bằng 0,5 kilomol. Số mol của brom, à chúng ta biết CM rồi, biết thể tích rồi, thì chúng ta sẽ lấy số mol thì sẽ bằng thể tích nhân CM đúng không nào? Thể tích ở đây là 60 đổi ra lít là 10 mũ trừ 3 đúng không nào? Nhân với cả 0,15 và bằng 0,009 mol. Lưu ý là chúng ta phải đổi ra lít đúng không nào? Ở đây ý A đó, sau khi mà đổi số mol rồi, cô sẽ tính ý A. Đây cô sẽ chia bảng làm hai đi. Ý A cô sẽ viết phương trình C6H5C2H5 đúng nào, khi mà tách hydro có nhiệt độ, có áp suất và có xúc tác thì sẽ tạo thành styren C6H5CH2. Cộng với cả hydro là phản ứng tách. Cô ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Thì theo đề bài người ta cho khối lượng styren tạo thành là 0,5 thì ở đây sẽ là 0,5 mol đúng không nào? Thì chỗ này cô sẽ suy ra được số mol của ethyl benzen là 0,5. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã tính được lượng ethyl benzen phản ứng. Vậy thì chúng ta dễ dàng tính được H đúng không nào? Thì suy ra H, phần trăm của H sẽ bằng, ở đây cô sẽ để số mol nhé, của C6H5C2H5 phản ứng chia cho lượng ban đầu đúng không nào? C6H5C2H5 ban đầu nhân 100%. Đó, khi mà cô quy đổi ra số mol thì cô sẽ tính hiệu suất theo số mol sẽ là 0,5 chia cho 0,625 đúng không nào? Lượng ban đầu 100%. Và ở đây là 80% đúng nào? Vậy là hiệu suất của phản ứng tách hydro của ethyl benzen để tạo thành styren là 80%. Đó, câu A rất là đơn giản đúng không nào? Đến ý B, ý B của bài toán này. Đây là câu A nhé. Câu B. Khi mà trùng hợp styren đúng không nào? Cô sẽ để là C6H5CH2CH2. Phản ứng trùng hợp đúng không nào? Có nhiệt độ, xúc tác và áp suất. CH trùng hợp ở nối đôi đúng không nào? C6H5. Đó, tí nữa câu C chúng ta cần đi tính N này. Và phản ứng cộng dung dịch brom đúng không nào? C6H5CH2 cộng với brom thì sẽ tạo thành C6H5CH2 cộng vào vị trí liên kết đôi đúng không nào? Phương trình thứ hai. Đó, ở bài toán này có 3 phương trình. Thì theo đề bài chỗ này là 0,009 mol đúng không nào? Thì cô sẽ suy ra được chỗ này cũng sẽ là 0,009. Lưu ý ở đây là trong 5,2 gam. Đúng không nào? Vậy thì trong 5,2 gam hỗn hợp A cô sẽ tính được lượng styren dư sẽ bằng
0,009 mol. Đúng nào? Vậy thì ban đầu người ta cho lượng styren là 0,5 kilomol. Mà ở đây trong 5,2 gram hỗn hợp A thì dư 0,009 mol. Từ đây cô sẽ tính được M của styren dư bằng 0,009 nhân với cả khối lượng phân tử của styren là 104, đúng không nào? Và bằng 0,936 gram. Ở đây là cô đang tính trong 5,2 gram. Vậy thì ở trong 52 kg thì như thế nào? Ở đây, theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng trước phản ứng sẽ bằng khối lượng sau phản ứng. Có nghĩa là M của A sẽ bằng M của styren và bằng 52 kg, đúng nào? À, theo định luật bảo toàn khối lượng. Thì khối lượng của hỗn hợp A sẽ bằng khối lượng của styren nào, và bằng 52 kg. Đó. Mà theo như chúng ta tính toán thì cứ 5,2 gram styren thì dư 0,936 gram. Đúng nào? Vậy thì trong 52 kg chúng ta sẽ dư được bao nhiêu? Sẽ tính nhá. Ở đây. Cứ 5,2 gram styren, đúng nào? À cô xin lỗi, là 5,2 gram hỗn hợp A thì dư 0,936 gram styren. Đúng nào? Vậy thì vậy 52 kg A thì dư, ở đây cô sẽ gọi là x kg styren, đúng nào? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm x, đúng nào? Suy ra x sẽ bằng, chúng ta chỉ việc nhân chéo lên thôi, đúng không nào? 52 nhân với cả 0,936 chia cho 5,2 nào, và bằng 9,36 kg nào. Đó, vậy là chúng ta đã tính được lượng styren dư trong 52 rồi, kg A rồi. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được M của styren đã trùng hợp, đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy 52 trừ cho 9,36 và bằng 42,64, đúng không nào? Kg. Đó. Đó là ý B của bài này. Đến ý C. Ý C rất là đơn giản, đúng không nào? Hệ số trùng hợp. N sẽ bằng, à, đề bài cho là 3,12 nhân 10 mũ 5 phân tử khối trung bình, đúng không nào? Chia cho phân tử khối của styren là 104, và bằng 3.000. Đúng nào? Đó, câu C rất là đơn giản như vậy thôi. Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 11 sách giáo khoa trang 160-161. Thì ở bài tập này chúng ta lưu ý một điều là đề bài cho
khối lượng của ethyl benzen, khối lượng của styren, và người ta yêu cầu là tính hiệu suất của phản ứng. Ý B thì người ta yêu cầu tính khối lượng của styren đã trùng hợp. Thì chúng ta lưu ý ở đây là trong 5,2 gam hỗn hợp A thì dư bao nhiêu? Sau đó thì đến 52 kg A thì dư bao nhiêu? Là chúng ta phải lưu ý là kg và gam là rất là dễ nhầm lẫn, đúng không nào? Còn ý C rất là đơn giản rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.